vì rất là nhiều khách nên em phải lưu rõ. Trang phục của em đẹp quá. Em đến từ Lai Châu. Đây nhá, bây giờ chị muốn hỏi cái gì chị cứ hỏi em. Thế à, em chị đầu tiên chị chỉ thấy là trang phục của em đẹp quá, em là dân tộc gì đấy? Dạ, em là dân tộc Dao, Dao yeah. Khâu. Dao tại Khâu. Gọi Dao Khâu là vì sao? Tại vì là tất cả những cái hoa văn này bọn em là đều là thêu bằng tay. Đây ạ, Dao Khâu. Dạ vâng, tất cả những cái này là hoa văn này đều thêu bằng tay hết. Chị có nghe đến dao tiền, dao đỏ, dao quần chẹt. Dạ vâng. Dao lô gang. Đúng rồi. Hôm nay chị lại được nghe thấy Dao Khâu nữa, rất là mới. Em là Dao Khâu. Dao Khâu ở trên Sìn Hồ Lai Châu. Yeah. Vâng. Trên đầu các em chít khăn như thế nào mà bên nhiều tầng thế? Nó trong có cuốn, mặc cái gì không? Có cái nguyên tắc là cuốn hình tam giác và nói chung là cũng có cái sự khéo léo thì mới cuốn được cái đầu này. À, đã có một có cái cây hay có cái gì gia cố trong đấy không? Gì cả, nó là tất cả bằng cuốn. Bằng vải hết. Dạ vâng, bằng vải. Thế còn vòng bạc, bạc thì vòng bạc thì cái này là bằng bạc khối. Ừ, bạc khối. Đặc. Cái này là vòng đặc. Rồi. Dạ vâng. Em... Tất cả những cái này dây nữa, chứ đây là đều là đặc hết. Đây là cái kiểu làm cái nét văn hóa của mình là mình đây là cái kiểu là hoa ban rừng ở trên trên quê em, nó có cái hình như thế này á. À. Vâng, thì nó là thể hiện cái văn hóa cũng như là cái những cái tự nhiên, nét đẹp tự nhiên ở trên rừng núi của mình ấy. À. Và đây là những cái hình con ong này, rồi là những cái gọi là những cái người ta thể hiện hết những cái văn hóa cũng như nét đẹp ở trên trên quê hương mình, trên cái bộ trang phục. Ừ. Và đúng như kể cả cái trang phục này cũng thế. Đây là kể cả là con chim, con cò hay các thứ là họ cũng thêu hết, là cành cây các thứ là họ thêu hết, bông hoa như thế này chẳng hạn là thêu tay hết, tất cả đều trang phục đều thêu tay. Đó. Vâng. Đấy là cái là cái văn hóa. Vâng. Còn về thuốc nam thì là riêng dân tộc Dao là nổi tiếng về các cái bài thuốc nam. Và trong đấy thì cái bài thuốc của gia truyền của gia đình em ấy thì nó là cái bài thuốc phong thế thuốc gia truyền. Thì hiện tại em đang là người sử dụng, đang được gọi là sở hữu cái bài thuốc phong thế thuốc gia truyền của nhà mình. Và đã sản phẩm đã được Sở Y tế chứng nhận và cũng như là được cấp phép hoạt động và được Ủy ban dân tỉnh cấp sao. Đấy, cấp sao cho cái sản phẩm. Thế còn lại ngoài ra thì còn có... Ngoài ra thì ở trên dân tộc Dao của em có những cái sản phẩm tiềm năng như là cái sản phẩm đây là thuốc bổ máu và cổ truyền dân tộc mình là rất hay ăn trong các buổi lễ hoặc là chị em phụ nữ hay những người hay thiếu máu. Còn đây là cái sản phẩm chè dây, là tất cả những cái gọi là từ trên tự nhiên mình là những phương thuốc quý ở trên rừng mình. Với cái độ cao là trên 1.500m thì tất cả các cái dược tính của những cái loài thuốc này nó đều là được có những cái công dụng, những cái dược tính cao nhất. Và ngoài ra thì ví dụ như cái dòng sản phẩm táo mèo ở trên em đó cũng là cái dòng bản địa. Cái sản phẩm táo mèo bản địa này nó nếu như mà để ăn thì nó sẽ chua, sẽ chát hơn so với những cái táo mèo lai là táo mèo trồng ở những cái nơi khác, nhưng mà táo mèo ở trên Sìn Hồ cao ấy, nó là đặc thù của nó là cây bản địa và nó chua, nó chát, nó rất là nhiều. Và chính vì thế nó chính là cái dược tính của nó. Đối với cái táo mèo này dược tính nó là cao hơn cả đối với những cái vùng khác. Thế em có thể nói được tiếng Dao không? Có. Em là người gốc Dao luôn, là người trên bản địa luôn. Em nói tiếng Dao để cho tất cả mọi người cùng được chiêm ngưỡng về một cô khai chung và chạy mưa khai vua múa tài. Yêu xe miền như mưa chia chim hò. Tôi tên là Yêu xe hiểu cho Dao, là Mỹ Dao. Rồi. Chào bạn. Một cô gái Dao xinh đẹp và lại rất hiểu về thuốc và mang theo một cái việc là giữ gìn cái bài thuốc của các cụ để lại cho. Dạ vâng. Đây là những cái sản phẩm này là em cũng đã có những cái công trình nghiên cứu đấy là để mà bảo tồn và bây giờ hiện tại là em đã trồng thành công những cái vị rất là quan trọng cũng như là cái mức độ khai thác của nó rất là quý hiếm. À. Giờ hiện tại là em đã đưa về trồng nhưng trồng với một cách là rất là tự nhiên, trồng dưới tán rừng phòng hộ. Là em đã có cái đề tài là nghiên cứu cấp quốc gia ở năm 2015 của giải nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ 13 ấy, thì là cái công trình nghiên cứu của em là nhân giống để bảo tồn trồng dưới tán rừng phòng hộ, tức là tạo ra một cái hệ sinh thái vô cùng là tự nhiên và nó lại giữ gìn được cái nguồn gen quý giá của những cái cây thuốc quý. Rồi, cảm ơn em, chúc em và đồng bào dân tộc Dao thành công. Dạ vâng, em cảm ơn chị.